Mỗi chọn lựa đều khiến bạn có cơ hội mở ra đường đời thênh thang, không ngừng tiến bước, dùng hết tốc lực để tiến bước thôi. Ở chốn công sở, mỗi người đều sẽ gặp phải một số việc bản thân không muốn làm. Đó có thể là những việc không phải là sở trường của bạn, hoặc là việc cấp trên sắp xếp tạm thời. Các thương hiệu đồ ăn uống Việt Nam xuất ngoại thành công. Việt Nam có rất nhiều món ngon nổi tiếng với truyền thông nước ngoài, đều đặn mỗi năm đều được vinh danh trên các bảng xếp hạng ẩm thực lớn nhỏ, ghi dấu ấn Việt đậm chất trên trường quốc tế. Phở, bánh mì và cà phê là một trong những số lớn đó. Để nói về tiếng vang của phở, bánh mì và cà phê thì không thể không nhắc đến ba thương hiệu của Việt Nam đã góp phần giúp ẩm thực nước nhà tiến xa hơn khi lần lượt xuất ngoại đầy thành công sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Úc. Đó chính là phở Thìn Lò Đúc, bánh mì Phượng Hội An và cộng cà phê. Phở Thìn Lò Đúc. Ngày 9 tháng 3 năm 2019, phở Thìn Lò Đúc đã khai trương cửa hàng xuất ngoại đầu tiên tại Tokyo, Nhật Bản. Những hình ảnh về dòng người xếp hàng dài ngoài cửa để thưởng thức những bát phở Thìn đã thu hút sự chú ý và cả niềm tự hào của cộng đồng mạng Việt. 3 tháng sau khi đưa phở Thìn Lò Đúc tới Tokyo, Nhật Bản, bác Nguyễn Trọng Thìn đã đưa thương hiệu phở của mình xuất ngoại lần thứ 2 với điểm đến là thành phố Melbourne, Úc. Sau khi thông tin khai trương tiệm phở Thìn Lò Đúc được đăng tải trên Facebook, rất nhiều người dân tại Melbourne, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại đây đã thích thú và nhanh chóng tìm đến để thưởng thức. Nói về lý do chọn nước Úc, bác Thìn nhấn mạnh, tôi chọn nước Úc là điểm đến thứ hai bởi cũng như Nhật thì Úc là một thị trường khó tính, vì thế tôi muốn thử thách mình ở trạng thái khó tính nhất. Hình ảnh bát phở bò xào tái ngập hành nóng hổi của phở Thìn Melbourne xuất hiện ngập tràn Instagram, người Nhật và khách quốc tế đều dành lời khen ngợi cho món ăn quốc hồn quốc túy của người Việt. Cả hai lần khai trương, đích thân bác Thìn, chủ quán phở Thìn Lò Đúc tại Hà Nội, sang tận nơi chuẩn bị, đứng bếp và cả tập huấn căn dặn các nhân viên để đảm bảo giữ đúng hương vị béo, thơm, đậm đà của bát phở Thìn gốc Hà Nội. Đến cuối 2019, phở Thìn tiếp tục có mặt tại Bali, Indonesia và trong tương lai sẽ là các chi nhánh ở Bồ Đào Nha, Czech và Ba Lan. Theo chia sẻ của nghệ nhân Nguyễn Trọng Thìn, mỗi lần phở Thìn xuất ngoại vẫn nhận được sự quan tâm đông đảo của du khách và cả những người Việt xa xứ tìm về một hương vị phở chuẩn Việt nơi đất khách, độ ngon thì khỏi bàn cãi. Bánh mì Phượng Hội An. Từng được vị đầu bếp lừng danh Anthony Bourdain gọi là bánh mì ngon nhất thế giới, bánh mì Phượng Hội An tiến ra thị trường nước ngoài với sự đón nhận nhiệt tình của bạn bè quốc tế, cụ thể ở đây là tại Seoul, Hàn Quốc. Cửa hàng nhượng quyền của bánh mì Phượng Hội An là một tòa nhà 3 tầng với lối kiến trúc, màu sắc, bàn ghế, nhìn là thấy rõ ngay Hội An. Ngoài không gian rộng rãi, đậm văn hóa phố cổ, hương vị bánh mì Phượng được đánh giá là chuẩn tới 90% so với phiên bản ở Việt Nam. Trước khi khai trương, chủ quán bánh mì Phượng Hội An ở Việt Nam đã sang để đánh giá chất lượng, huấn luyện các đầu bếp của chi nhánh Seoul. Từ khi ra mắt đến nay, bánh mì Phượng rất nổi tiếng với người Hàn, liên tục được check-in, khen ngợi. Không chỉ riêng có bánh mì Phượng Hội An, có rất nhiều các thương hiệu bánh mì của Việt Nam. Tại thủ đô London, nước Anh, tiệm bánh mì 11 lan tỏa hương vị ẩm thực Việt bình dị giữa món ăn kiểu Âu sang trọng. Tiệm bánh được xây dựng bởi hai cô gái người Việt sinh sống và làm việc tại Anh. Ban đầu, bánh mì 11 chỉ là một quầy hàng nhỏ trong khu vực Broadway London. Giờ đây, tiệm bánh đã trở thành một thương hiệu được những người London sành ăn khó tính yêu thích. Cũng là địa điểm bán bánh mì Việt ngon nước tiếng tại phố Old Street ở thủ đô nước Anh, bánh mì tại kêu gồm các nguyên liệu truyền thống như thịt heo, dưa chuột, cà rốt muối, rau mùi, hành tây, ớt. Món ăn của Việt Nam này chiếm trọn tình cảm của bạn bè quốc tế, phát triển lớn mạnh, trở thành sức hút không kém những món ăn độc lạ. Cộng cà phê. Sau 11 năm ra mắt và có hơn 50 chi nhánh khắp Việt Nam, thương hiệu Cộng Cà Phê đã chính thức xuất ngoại lần đầu tiên ở Seoul, Hàn Quốc vào tháng 7, 2018 và lần thứ 2 ở Kuala Lumpur tháng 11, 2019. Thương hiệu cà phê thuần Việt này tạo ra ấn tượng không chỉ ở hương vị cà phê, đồ uống liên quan mà từ không gian, kiến trúc, đồ dùng, cốc chén, phong cách phục vụ đều mang đậm concept hoài cổ của Việt Nam thời kỳ bao cấp, là yếu tố cũng rất thu hút sự quan tâm của khách nước ngoài. Với những bước tiến được chuẩn bị chỉn chu, Cộng Cà Phê đã được ưa chuộng ở Hàn Quốc với 6 chi nhánh, cũng như Malaysia một chi nhánh. Có một đợt còn tạo làn sóng check-in với giới trẻ Hàn Quốc. Nhưng tất nhiên, hương vị cà phê vẫn là điều cuốn hút khách nước ngoài hơn cả,
khi cà phê Việt của Cộng còn được bán dưới dạng đóng hộp ở hệ thống siêu thị Hàn Quốc. Nói không ngoa, Cộng chính là thương hiệu cà phê Made in Việt Nam 100% thành công nhất ở thị trường quốc tế hiện nay, cụ thể là ở khía cạnh cửa hàng, concept, tạo dấu ấn cho thương hiệu nói chung và danh tiếng của cà phê Việt Nam nói chung. Còn bạn, bạn ấn tượng với thương hiệu nào nhất? Hãy chia sẻ những kỷ niệm trải nghiệm món ăn của Việt Nam tại nước ngoài của bạn hoặc bạn bè của bạn cho Độc Đáo TV và các khán giả khác cùng được biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh Độc Đáo TV, bấm chuông thông báo để đón xem những video mới nhất. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.